Tọa lạc tại xã Ea Kali, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Ngôi chùa có tên Phước Thịnh với kiến trúc khá độc đáo. Bên ngoài chúng ta có thể thấy rất nhiều những bức phù điêu trang trí tông màu đồng, nhìn rất là đẹp. Trong năm mới thật tuyệt vời hơn nếu chúng ta có thời gian để viễn cảnh lễ chùa cầu an đầu năm. Và đây là những bức phù điêu ở hai bên tường của đường lối vào chùa. Những kiến trúc này khá là tinh xảo, và theo tôi để chế tác ra được những tác phẩm như thế này thì người nhà điêu khắc phải rất là nhiều thời gian công phu, cũng như với những trình độ tay nghề cực kỳ điêu luyện để có thể tạo ra những bức tranh rất là đẹp như thế này. Và ở mỗi bức phù điêu phía dưới đều có ghi chú các vị là Hán. Nhưng điều tôi quan tâm ở đây chính là những người đã tạo ra nó với những tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp. Và chúng ta không nên bỏ qua vấn đề liên quan đến phòng chống dịch khi bước vào lễ chùa. Và bước qua khỏi cổng, chúng ta thấy tượng Phật Di Lặc, một bức tượng cũng khá rất là đẹp. Và đây là những cái khu vực dành cho những du khách tham quan có thể lưu giữ những kỷ niệm đẹp, với một cái phông nền màu đỏ và những chữ. Ngoài ra ở trong này có rất nhiều các cái đèn lồng để tạo nên một khung cảnh rất là uy nga. Phía bên tay phải theo lối đi thì chúng ta thấy một cái căn phòng và được đặt rất là nhiều loài hoa cúc, những loài hoa tượng trưng cho sự giản dị, sự thanh khiết. Có thể đây là căn phòng dành cho nơi để đọc sách, nghiên cứu về các cái kinh Phật. Tiếp theo là một căn phòng lớn, phía trong có rất là nhiều những ngọn nến được viết những cái tên của những tăng ni Phật tử và được trang trí thành từng hàng từng dãy, với rất nhiều hoa cúc cũng được đặt ở trong phòng. Và ở mỗi vị trí cũng có mỗi vị tượng Phật. Chúng ta có thể thấy những chiếc ly được viết tên của những tăng ni Phật tử, và hy vọng là sau khi thắp lên trong vòng năm mới thì sẽ mang lại nhiều sự bình an cho người có tên ở trong chiếc ly mà có gắn đèn cây này. Bên ngoài của căn phòng thì chúng ta có thể thấy những có những cái vị mặt mày cũng hơi hung tợn một chút. Có lẽ đây là những cái vị trấn giữ, không cho những kẻ xấu vào. Và có một vài bác thì đang làm công quả ở chùa, đang quét dọn. Còn phía bên ngoài thì ở góc bên này thì có thể thấy là trang trí những cái các cái giấy chứng nhận, những cái bằng khen, giấy khen. Và những cái đèn lồng màu đỏ là những cái tông màu chủ đạo của ngôi chùa. Và khi đến đây thì du khách
có thể sẽ tận hưởng những cảm giác bình an bên những hoa cúc, rồi những chậu hoa đào. Còn cái phòng ở dưới cùng này có thể là những nơi nghỉ ngơi cho các tăng ni Phật tử ở nhà chùa. Có vẻ như chùa hiện tại đang được trùng tu, xây dựng lại một số điểm, cho nên cũng chưa hoàn thiện ở một số hạng mục. Nhìn về mặt tổng thể thì ngôi chùa khá là đẹp và là nơi khá thanh tịnh, mặc dù ở giữa khu dân cư tương đối đông đúc. Hôm nay thì trời quang mây tạnh cho nên bầu trời rất là đẹp. Bước vào một căn phòng tiếp theo thì chúng ta cũng nhận thấy có rất nhiều cái khu vực để thờ các cái vị tượng Phật. Tôi thì tôi không rành về Phật cho nên cũng không hình dung rõ họ là những vị Phật nào. Nhưng có thể đây là vị Phật được rất là nhiều người tôn kính. Và kính thưa quý vị, trong năm mới chúng ta đi chùa là một cái phong tục truyền thống của truyền của người Việt Nam, nhằm cầu bình an và chúc phúc cho gia đình, cho người thân, cho mọi người trải qua một năm được bình an, sức khỏe và nhiều tài lộc đến cho mọi người, cũng như rất là mong đất nước của chúng ta tiếp tục phồn vinh, phát triển. Và một lần nữa tôi cũng gửi đến tất cả mọi người một năm mới thật là an khang, thịnh vượng và có nhiều niềm vui, nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.